Chào các bạn. Thì hôm nay mình quay tiếp cái bài số 2 sử dụng thi vựng hàm ở cái đun 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 1 phải không ạ? Để kết thúc cái bài tập của phần mình ha. Thì cái nội dung ở đây giống như mọi trước, đó là chúng ta sử dụng cái hôm nay là chúng ta sử dụng tới cái hàm về thời gian, ha, để áp dụng vô trong cái bài tập của chúng ta. Đó là nó còn hai bài. Còn hai bài. Cái bài thứ nhất là cái bài tính số ngày trong tháng, tính số ngày trong tháng. Thì trước khi mà chúng ta vận dụng cái hàm ở đây á, thì về ôn lại chút xíu về cái phần hàm, nói về cái data, trước khi mà chúng ta sử dụng cái hàm, chúng ta sẽ ứng dụng vô trong cái bài tập đây. Thì thường trong BFB nó cung cấp cho chúng ta một cái hàm đó là hàm hàm đét. Đây. Hàm đét thì trên biểu thức hàm đét này nó có cái trim format, và cái hàm đét này nó trả về là một cái biểu thức chuỗi ha, một cái chuỗi sau khi mà nó được định dạng theo cái thông số trim format ở đây. Ví dụ giả sử ở đây mà thầy muốn định dạng theo cái dạng là gì, ngày tháng năm, thì ngày ở đây á, là cái chữ D ha, tháng là chữ M và cái chữ năm ở đây là chữ Y. Rồi bây giờ thầy sẽ echo lên, thầy chạy coi nó ra cái gì trước. Rồi ngày 6 tháng 8 năm 2015, trên đây nếu mà ở đây chúng ta cũng thể chút xíu cái chữ M này mà chúng ta đưa qua cái chữ là hoa ha, thì cái tháng này trở thành tháng tiếng tiếng Anh đó. Nếu mà cái chữ Y này á, mà chúng ta lấy Y thường thì cái biểu thức chúng ta lại khác, tức là nó lấy hai ký tự, đúng không ạ? Cái thứ nhất, hiện giờ là chúng ta đang lấy cái hàm đét mà chúng ta không có truyền tham số giây phía sau, thì nó sẽ lấy cái ngày hiện hiện hành trong trong máy của chúng ta, tức là đây, tức là ngày hôm nay, đúng không ạ? Rồi. Rồi chúng ta đây nhớ cái chuỗi biểu thức định dạng, chẳng hạn như bây giờ thầy nói là thầy lấy chữ L, L hoa, thì cái L này nó trả về chúng ta là cái gì? Nó trả về số 0, đó là nó nói là năm nay không phải là năm năm nhuận. Năm nhuận thì nó sẽ trả về là số số 1 nữa ha. Và giờ chúng ta muốn lấy cái ngày thôi, cái ngày hôm nay, thì chúng ta truyền cái biểu thức là D. Thì nó trả là chúng ta là 0 0 6. Chúng ta muốn lấy tháng thì ở đây chúng ta sẽ truyền vô là chữ M M, chúng ta sẽ lấy tháng. Đúng không ạ? Ở đây mà nếu mà chúng ta truyền nó muốn lấy cái năm thì chúng ta sẽ lấy cái năm và cái y, là 4 ký tự, còn chữ y nhỏ đó, thì nó lấy hai ký tự cho chúng ta ha, đầy đủ cái năm. Và nãy giờ là thầy và các bạn lấy á, là lấy cái ngày hiện tại trong trong máy, nó gọi là ngày hiện hiện hành ha. Rồi giờ thầy muốn lấy cái số ngày trong tháng. Tính số ngày trong tháng. Rồi G là bây giờ nó nói là hôm nay đó là cái ngày đó, và ngày thứ sáu ở trong cái tháng, ngày thứ sáu trong tháng, đúng không ạ? Bây giờ để mình coi coi mình lấy cái hàm gì mà nó trả ra trong cái tháng 8 này có bao nhiêu ngày, ai còn nhớ không ạ? Rồi thì cái này các bạn có thể mở cái dấu trình mình ra các bạn xem lại ha, đó là chữ chữ T. Chữ T thì nó ra là 31 ngày. Vậy thì cái bài tập này người ta hỏi là nhập cái tháng, nhập cái năm, thì lúc đó chúng ta sẽ in ra là cái số ngày trong cái tháng năm người ta nhập vô, và có kiểm tra có phải đó là cái năm nhuận hay không. Nếu là năm nhuận thì in ra năm nay là năm năm nhuận, còn không thì chúng ta không cần in cái chuỗi năm nhuận đó ra như thế này. Đó là cái kết quả khi mà chúng ta in ra đó ha, tháng 6 có năm 30 ngày. Rồi ở đây chúng ta nếu mà năm 2007 là năm nhuận thì chúng ta in ra là năm nhuận, còn không thì thôi chúng ta không in. Thì ở đây chúng ta phải cần nhớ là một số cái tham số của nó, chẳng hạn như giờ thầy để cái chữ đúp vô thì nó trả về cái gì ai còn nhớ bài không chữ đúp nó trả về con số 4. 4 ở đây nó nói là gì, bữa nay là thứ mấy tính ra thời điểm bữa nay là thầy đang ghi là thứ thứ năm, vậy thì chủ nhật nó trả ra là không. Thứ hai nó trả là một, thì bốn các bạn rơi vào ngày thứ năm, để chúng ta tìm cái thứ thứ ở trong trong tuần ha.
quýt đê á, quýt tuần. Được chưa? Là ôn một số cái ha, trước khi chúng ta làm cái bài này. Thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải là gì? Khai báo và khởi tạo giá trị cho biến. Ở đây là tiếp tục xử lý lỗi error đó, kiểm tra ở đây chúng ta sẽ có một cái gì, một cái tháng ha, chúng ta nhập cái tháng vô. Chúng ta sẽ có một cái năm ha, cái năm thì chúng ta sẽ dùng cái đô la boss để chúng ta làm. Và cuối cùng là chúng ta cũng phải có một cái kết quả ha. Một cái là năm năm nhuận chẳng hạn ha, nó sẽ cái năm nhuận là năm năm nhuận bằng cái chuỗi chuỗi rộng ở đây. Chúng ta có hai cái và cái kết quả xuất ra. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi kiểm tra ha, kiểm tra sau đó chúng ta sẽ xét. Thì trên cái bài này bắt buộc là chúng ta phải yêu cầu người ta nhập tháng và năm, và trong cái đó là tháng và năm phải là con gì, là con số đúng không ạ? Nếu thì như mỗi lần mình phải kiểm tra là cái nút boss của mình á có tồn tại hay không, tức là người ta có nhấn nút hay không ha. Ở đây chúng ta dùng cái đô la boss. Rồi. Của ai à? Của cái nút tính ha. Tính. Đây là cái mục thứ nhất là mình kiểm tra cái tháng và là nhập, rồi cái tháng limit trong khoảng từ mấy, từ 1 cho tới 10, 12 đúng không ạ? Rồi cái năm là đây chúng ta làm ha, chúng ta kết hợp thì có hai cách kết hợp. Cái thứ nhất là chúng ta dựa trên cái hàm checkdate để chúng ta kiểm tra coi cái năm tháng này nó có hợp lệ hay không ha. Là thì chúng ta sẽ dùng cái hàm kiểm tra checkdate ở chỗ này. Thì đầu tiên chúng ta kiểm tra cái thứ nhất là kiểm tra cái tháng có được nhập hay không. Nếu mà cái tháng nó bằng rỗng thì chúng ta sẽ gán cái biến error của chúng ta, error bằng này đó, yêu cầu nhập tháng, nhập cái tháng. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ gán cái biến kiểm tra của chúng ta sẽ bằng cái giá trị là form à, sai rồi. Okay. Rồi trong trường hợp mà nó vượt qua cái này thì else if, trường hợp thứ hai tức là mình kiểm tra cái tháng sẽ là con số đó. Rồi tháng sẽ là con số, vậy thì ở đây mình dùng cái hàm là gì, enum numeric. Cái hàm enumeric này á là nó trả về cho mình đó là một con số giá trị là true ha. Và ở đây là nó yêu cầu mình truyền vô, tức là ở đây mình truyền vô cái biến tháng để mình kiểm tra coi tháng có phải là số hay không. Nếu mình viết dày á tức là tháng là số, thì ở đây mình phủ định lại nếu tháng không phải là số. Thì lúc này cái error của mình ở đây mình gán cái error lại ha, cái câu thông báo lỗi ở đây ha, nhập tháng là số. Rồi ở đây mình top, mình không làm nữa, mình kiểm tra hai cái này cho các bạn thôi ha, cho các bạn nhớ cái chỗ này.
Rồi thì ở đây mình cũng có cho cái đoạn H3, rồi xuyên H3, mình thông báo cái lỗi ra. Mình có thể viết bằng cái lệnh red luôn cũng được luôn ha. Thế là line mình cho nó là xem center, và ở đây mình sẽ bb echo, mình xuất cái biến error của mình ra đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ xuất cái gì ra luôn, giữ giá trị của tháng, xuất tháng là ngay chỗ này dùng value. Copy cái value luôn các bạn ha. C mình qua bên cái gì, cái năm đúng không ạ? Cái năm rồi thì ở đây mình sẽ echo cái biến đó là biến biến năm của mình. Rồi. Và ở đây tức là mình echo kết quả, lát nữa mình sẽ echo cái kết quả ngay chỗ này. Rồi mình chạy ha. Rồi. Đầu tiên nó yêu cầu mình là nhập tháng, rồi mình nhập tháng vô, mình nhập tháng vô một cái chuỗi nào đó. Rồi nó yêu cầu là nhập tháng phải là số. Vậy thì bây giờ cái tháng đó mình nhập ví dụ như con 7, thì thấy tháng hợp lệ không? Nó không thông báo nữa. Đúng không? Thấy tháng hợp lệ. Này. Rồi bây giờ mình muốn xét cái trường hợp mà mình không dùng cái check date của nó để mình xét đó. Thì lúc đó là trong control là tháng, tháng phải là bao nhiêu thì là hợp lệ. Đó là tháng phải nằm trong khoảng từ 1 cho tới 10, 12. Đúng không? Mới là cái hợp lệ. Rồi bây giờ mình xét tiếp trường hợp thứ hai là heo if. Đầu tiên là bắt đầu mình xét tới cái thằng đó là gì, thằng 5. Nếu mà cái thằng 5 này nó bằng bằng cái chuỗi rộng, đó là nó vi phạm, đó là người ta không có nhập cái 5 ha. Rồi. Thì lúc này mình thông báo, cũng thông báo ok nhập cái 5 giùm ha. Rồi, nhập 5 5 phải là số. Nhắc lại ha, e numeric là số. Numeric, nếu e numeric á trả về bằng true á thì nó là số. Còn bây giờ mình đang bắt nó sai, tức là ở đây mình phủ định rồi, tức là nó không phải là số. Không phải là số. Thì cái lúc này mình sẽ in ra cái câu ha, rồi nhập 5 phải là số. Nhập 5 phải là số. Thì tương tự ở đây mình sẽ kiểm tra lại như thế này. Đó là sau khi mình bấm nó vô thì nó yêu cầu mình nhập cái 5 ha, cái nào mình nhập dài. Thì ok, nó nói là gì? Nhập 5 phải là số. Ví dụ như nói tháng 7 2015. Thì lúc này mình sẽ tính, lúc này nó mất cái chuỗi với thông báo, và lúc này chương trình mình sẽ xét kết quả và mình in ở đây ha. Nhưng mà vấn đề đó ở đây khi mình nhập như vậy là 21 thì cái chương trình mình nó cũng in luôn. Vậy thì tháng này là tháng không không hợp lệ đúng không ạ? Tháng không hợp lệ. Thì trong trường hợp ở đây mình còn một cái eo, rồi eo if thì ở đây mình sử dụng một cái hàm. Thì cái hàm đó nó gọi là hàm check date check ha. Đây. Tức là cái hàm này nè các bạn. Thì trên cái hàm này nó gồm 3 tham số. Tháng mình có tháng chưa? Có rồi. Ngày mình có chưa? Chưa có. Năm mình có chưa? Có rồi. Vậy thì khi mình sử dụng hàm check date trên đây mình phải truyền nó mấy tham số? 3 tham số. Nếu mà check date ở đây á nó trả ra bằng true, tức là cái năm tháng ngày đó hợp lệ, nó ráp từ ba cái con số. Con số thứ nhất á là nó nói là cái tháng, thì cái tháng mình có chưa? Tháng mình có rồi đúng không? Phải. Nên là tới cái ngày thì tháng nào cũng có ngày là một không, đồng ý không? Logic đúng không? Rồi tới cái năm, tới cái năm mình yêu cầu nó kiểm tra. Vậy thì nếu mà check date trả ra bằng true á, tức là cái biểu thức này hợp lệ, còn cái check date này á mà nó phủ định lại, tức là anh không phải là dặn ngày tháng năm, ok, tức là tôi thông báo. Đúng không ạ?
nhập sao, nhập sai ha, cái biểu thức ngày sai biểu thức ngày rồi đúng không ạ? Rồi kết quả bằng phone. Vậy thì lúc này mình chạy lại đây mình sẽ được một cái câu thông báo nhập sai biểu thức ngày, tức là tháng không có trường hợp này, tức là tháng khoảng trong khoảng là đây đây, tức là nó học học lại đúng không ạ? Học lại đó. Thì đây là cái cách mà mình đang ứng dụng vô cái hàm checkdate và cái hàm numeric đúng không? Đây để mình kiểm tra đúng không? Rồi sau nó vượt qua được cái này thì bắt đầu mình mới set new. Cái kiểm tra mình bằng true thì lúc đó mình mới xuất cái dữ liệu ra và mình xét cái thuật toán mình ở trong này, à tức là tính toán ở đây. Nếu mà nó vượt qua hết thì cái đoạn này bắt đầu mình mới tính ha. Thì cái việc đầu tiên á là người ta sẽ kêu mình tính là cái gì, à, tháng 6 in ra cái chuỗi có 30 ngày. Vậy thì ở đây mình sẽ có một cái biến số ngày ha, biến số ngày trong đây, à, biến cục bộ số ngày bằng, thì ở đây mình dùng cái hàm date, à, date. Và hồi nãy cái số ngày ở đây á là mình truyền cái gì vô, à, truyền cái chữ t mà mình lấy ra được cái số ngày, à, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mình dùng cái date này á với cái chữ t này á thì nó hiểu là date này là date của ai, hiện tại, à, nó in cái hiện tại nằm trong đây, mà mình muốn in á là in cái tháng và cái năm người ta truyền vô ở trong này. À, vậy thì ở đây cái phần tham số tùy chọn nó gọi là cái tham, à, phải đổi ra cái số giây của nó, đúng không? Rồi, đây chính là cái số giây nè. Vậy thì ở đây nếu mình là dùng cái số giây á, ở đây các bạn coi kỹ trong đây mình đổi cái thời gian ra giây, đổi thời gian ra giây bằng, thì trong PHP nó cung cấp mình một cái hàm mkTham, à, trên cái hàm này nó hỏi mình tháo tham số, cái thứ nhất giờ, không giờ, không phút, không giây, phải tới cái tháng, đó à, tới cái tháng thì mình có tháng chưa, à, tháng mình có rồi, ha, cái ngày, tức là ngày một tây, và cái năm, mình có cái năm chưa, có cái năm rồi, vậy thì nó đổi ra cái số giây, và lúc này mình sẽ tính cái số ngày này cho cái số giây này, đúng không ạ? Là hôm nay mình sẽ in cái số ngày ra. Rồi bây giờ mình echo thử coi ha. Thì ở đây mình không cần echo đâu, mình gắn cái biến kết quả của mình ha, bằng cái số ngày. Rồi hình nó ra đúng không ạ? À? Xuất cái số kết quả ra đúng không? Xuất kết quả ra đây. Rồi mình kiểm tra lại coi trên đây mình xuất kết quả ra chưa, à chưa. Là ngay chỗ này thường là cái lỗi mà các bạn khi mà các bạn không có sức ở thông qua cái thuộc tính value á, ha, các bạn quên nó ra rồi b, sau đó mình echo cái biến của mình ra, tức là biến kết quả sau khi nó tính toán. Rồi 31 ngày đúng không ạ? Đố các bạn tháng 2 mấy ngày, à 28 ngày, nếu là năm nhuận đúng không ạ? À? Tức là năm sau là năm nhuận rồi ha. Ở đây sẽ là 29 ngày. Thì cái số ngày mình tính được chưa? Được rồi. Và người ta muốn thông báo là gì? Tháng 6 này gắn đây ha, năm này gắn đây, có 30 ngày. Vậy thì bây giờ á là mình phải nói một cái chuỗi ha, mình in nó ra. À, nói chuỗi in ra. Đây. Đây, thầy xây dựng cái chuỗi nha. Đầu tiên tháng, ví dụ như tháng 6 ha, tháng 6 năm 2015 ha, có 30 ngày, à rõ ràng thì nó xuống về là 6 là một ẩn số đó, thì 6 chính là cái biến tháng của mình, à, 5 chính là ở đây chính là cái biến gì, cái biến năm của mình đó, à ngày tức là cái biến số ngày của mình, à, số ngày được không ạ? À? Rồi rồi mình test thử ha, lên đây bấm vào đây rồi đúng không ạ? À? Rồi tháng 2 có đúng không ạ? À? Cái ngày giờ nó đang bị sai cái số ngày ở đây,
để coi tại sao nó số ngày này các bạn. À đây, sau thì hình ra cái số giây, số giây này nó không có rồi, có cái số số ngày, số giây là thì hình ra cho đây. Rồi có 20 29 ngày, mà chắc chắn 29 ngày nó sẽ là năm năm nhuận đúng không ạ? Ngày sẽ là gì? À, 28 ngày năm không nhuận. Vậy thì bây giờ vấn đề kế tiếp là thầy trò mình sẽ giải quyết cái chuyện là năm nhuận hoặc là năm không nhuận. À, rồi. Vậy thì hồi nãy tụi con thấy ở đây nó có cái chức năng là năm năm nhuận đúng không ạ? Năm nhuận. À, mình đi tính cái năm nhuận. Nếu nếu Rồi bây giờ thầy sẽ dùng cái hàm det và một cái tham số nào đó ha, nếu det này thì ở đây thầy hồi nãy thầy có cho tụi con chỉ l à, det l số giây mà nó bằng 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 một, tức là năm đó sẽ là năm nhuận. Thì lúc này lập tức mình sẽ gắn cái năm nhuận này bằng cái chuỗi là năm nhuận đó. Gắn vô, tức là cái năm năm nhuận bằng ha, cái chữ là năm năm nhuận. Ok, thì trên cái phần này thầy làm có một lệnh thôi ha, nếu nó thỏa điều kiện nó bằng một tức là năm năm nhuận, còn nếu nó bằng không á thì lúc này nó không nhảy vô đây để nó xét cái if này, thì lúc đó cái chuỗi của mình vẫn là gì, cái chữ là năm năm nhuận đúng không ạ? Rồi ngay chỗ này thầy sẽ nói với cái biến đó là biến gì, biến năm năm nhuận, biến năm nhuận của mình ở đây. Rồi giờ thầy chạy lên đây ha, thầy sẽ thấy không thấy nó in ra cái chữ năm nhuận, nhưng mà khi mà thầy sửa vô đây là tháng 6 2016 ha, thì nó sẽ báo là năm nhuận đúng không ạ? À, bây giờ thầy tính tháng 12 à, có 31 ngày là năm nhuận, thì cái năm 2000 cũng là năm nhuận đúng không ạ? 2001 thì chắc chắn nó không phải là năm nhuận, được không? Thì trên cái phần này thầy nhắc lại ha, nhắc lại ở đây đó là chúng ta kết hợp cái hàm det thì chúng ta làm bài, chúng ta kiểm tra cái thứ nhất là cái numeric là số, và ở đây chúng ta kiểm tra chết date là cái ngày hợp lệ, biểu thức ngày hợp lệ, và ở đây chúng ta có sử dụng cái số giây và chúng ta cái hàm mctime. Thì nếu mà chúng ta bỏ số giây này đi thì nó sẽ tính cái ngày là ngày hiện tại, còn nếu mà tính một cái biểu thức này nào đó thì chúng ta phải chuyển đổi cái biểu thức ngày đó ra sang cái số giây bằng cái hàm mctime dưới theo tham số giờ phút giây tháng ngày và là năm, nó đổi ra số giây và lúc này nó tính cho cái t này ha, t này tức là cái số ngày này cho cái biểu thức ở trên đây, biểu thức ngày trên đây. À, chúng ta truyền xuống đây thì nó sẽ tính cái số ngày, thì giống như là chúng ta kiểm tra là cái năm này nè có phải là năm nhuận hay không, thì lúc đó chúng ta phải truyền cái số giây cho cái date này để nó kiểm tra của nó, và nếu nó bằng một tức là năm nhuận, còn bằng không tức là năm không không nhuận đúng không ạ?